Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 5 giờ 7 phút chiều thứ tư. Hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn uống trà đá và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Sống mà ở bên Việt Nam với cái chế độ độc tài, đảng trị, công an trị của Cộng sản Việt Nam đó, Cộng sản nó dễ gồng, dễ gắn, nó làm cho người dân của mình bị nhẹ dạ, dễ tin người đó, động động một cái đầu hãy nhìn tướng, nhìn mặt đó, nhìn mặt gửi vàng. Khi mà con người của mình mà nhìn mình nhìn mặt của người ta, mình chỉ biết cái mặt của người ta thôi, chứ làm sao mình biết được cái lòng dạ của người ta. Nếu mà mấy cái người Tây Phương á, mà người ta kết bạn á, lần đầu tiên á, người ta muốn cặp kè bạn trai bạn gái, người Tây Phương á, là người ta phải cần bỏ ra rất là nhiều năm để mà người ta theo dõi. Trước đây mình biết có một vài người khách phụ nữ, khách hàng làm nail của mình, họ kể cho mình nghe phải tìm hiểu với bạn trai sống chung 10 năm để tìm hiểu. Rồi các bạn thấy tài tử minh tinh Julia Angelina với lại Brad Pitt, trước khi họ đám cưới sinh con đẻ cái, họ phải cặp kè đâu cũng phải 7-8 năm, gần cả chục năm. Gần cả chục năm họ mới chính thức trở thành vợ chồng. Rồi cuối cùng các bạn thấy không? Sống sanh được mấy mặt con, Angelina với lại Brad Pitt sống được mấy mặt con, ở đường ai nấy đi. Ý của mình nói đó, các bạn thấy Angelina không cặp kè 7-8 năm mà còn bị lầm, cho rằng đó là Brad Pitt nhậu sai lên đó, rồi dùng những cái từ ngữ nhục mạ tiếng Mỹ, nó gọi là verbal abuse, verbal hành hạ bằng ngôn từ. Tại vì người thường của mình, phải không, vợ chồng dặn lên, cãi lên, dặn lên, kiềm chế không được, dùng tay chân đánh với nhau. Còn người ta trí thức, dân trí người ta cao, người ta dùng verbal, người ta dùng bằng cái lời người ta hành hạ đó. Người Việt Nam thì động động cái ông chồng hả, đi uống rượu xỉn rượu về lên kiếm chuyện, cái dùng tay dùng chân vũ phu đánh vợ. Còn người Mỹ, người Tây Phương, người ta dân trí người ta cao. Ở đây mình muốn chia sẻ đó là mình nhìn mặt con người, mình chỉ biết người đó, mình biết cái mặt của họ thôi, làm sao mà mình lấy thước mà mình đo được cái lòng người. Ở trong cộng đồng của mình có nhiều câu chuyện sự thật luôn. Có nhiều người các bạn, người ta làm chủ kinh doanh cơ sở xây dựng, người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, thấy mấy cái anh chàng ở mấy cái tiểu bang khác đi, ở dọn qua cái tiểu bang này, chừng ưa chừng gáo, cũng nhìn vô mặt tin tưởng, hiền lành đồ, nghiêm túc đồ, cái thấy tội, thấy giống như là ở mấy cái tiểu bang khác mới qua thì người ta giúp đỡ cho công việc đó. Mấy cái người mà thầu, làm thầu đánh bóng sàn nhà đó các bạn, cho công việc đi làm, cho công việc cái thì các bạn biết mà, ngành xây dựng mà. Đứa có em trai của mình nó là thầu về xây dựng đó. Các bạn biết mà, mấy cái thang mà câu vòng vòng ở cái nhà mà để mình leo lên thang, mình đóng nẹp rồi mình thay cửa sổ rồi đó, những cái thang đó là mua mấy chục ngàn. Đứa em vợ của mình để làm cuối ngày các bạn, rồi cái mình để cái thang đó rồi mình đi về nhà để ngày mai mình trở lại mình làm. Đâu có thể, cái thang đâu có thể nào mà dẹp được đâu, nó rất là to. Những cái thang mà nó bắt vòng vòng mà ở ngoài, vòng vòng cái căn nhà đó để mình leo lên leo xuống, mà mình đem đồ, đem cây, đem gỗ, đồ đem cửa sổ rồi lên mình làm, leo lên nóc nhà rồi đó. Mấy cái thang đó là mua mấy chục ngàn. Đứa em vợ của mình đó, nó bị mắc hoài luôn. Nó thấy những bạn bè tội nghiệp cũng hạ nhìn cái khuôn mặt của nó đàng hoàng,
và đâu biết được cái lòng đâu, cho nó công ăn việc làm. Đó, cái thằng em của mình đó, cuối ngày nó đi về nhà ăn nhậu thì nghĩ là ngày mai mình trở lại mình làm thôi, ai về đâu có người thợ các bạn. Nó biết á, em vợ của mình á, nhậu xỉn đâu vậy đó, quất cần câu, tối cái nó bò tới nó ăn cắp mấy cái thang, ăn cắp mấy cái đồ nghề trị giá đâu hả, cũng tổng cộng mà đồ nghề mà xây dựng á, máy móc đồ, cưa đồ, 20 mấy 30 ngàn đô, 20 mấy 30 ngàn đô. Mà các bạn biết ở bên Mỹ á, nhà nào bây giờ người ta cũng dùng một cái chuông mà nó có cái màn hình nó thâu mình lại luôn. À, mình đi lang thang trước cửa nhà người ta, các bạn thấy xã hội bên Mỹ không? Vắng vẻ như vậy đó. Chứ mình đi lang thang ngoài đường là người ta thâu dính mình hết. Thì những cái trường hợp đó đó, mình báo cảnh sát thì cảnh sát đó, họ đi vòng vòng nhà hàng xóm ở gần cái khu vực đó đó, người ta mở cái camera, cái chuông mà mình tới nhà của người ta mà mình bấm chuông đó, thì cái camera đó nó thâu mình lại đó. Thường thường mình đi qua đi lại là người ta thâu mình hết, an ninh ở Việt Nam gọi là camera an ninh đó, đó thì cảnh sát mét với cảnh sát nói à, không biết làm sao đồ nghề của tôi để đó đó mà có người tới ăn cắp. Thì cảnh sát Mỹ người ta đi lòng vòng nhà hàng xóm đó, người ta xin coi cái camera. Hàng xóm nó dở camera ra, nó thấy hả cái người làm việc cho đứa em vợ của mình đó, chạy xe hiệu bi đúp. Bây giờ công an cảnh sát truy nã, mà người đó là ở chuyên bang, chắc mà khi mà ăn cắp đồ xong là xóa Facebook rồi đổi sim số điện thoại đồ, thay danh đổi họ trốn luôn. Khi nào mà ở bên Việt Nam á, người dân dân Việt Nam mà đừng có nhẹ dạ, mà đừng có mê tín, mà đừng có tin vào cộng sản á, thì ngày đó các bạn sẽ không bị người dân người ta lường gạt. Có nhiều người người ta chuyên nghiệp các bạn biết không, trời sanh ra cho người ta cái năng khiếu chứ không phải là người ta xấu. Đối với mình á, mình nhìn một cái người ăn trộm, tại vì lúc nhỏ mình sống thời bao cấp, mình từng đi ăn trộm người ta để mình tồn tại mà. Cho nên khi mà mình nhìn những cái người mà ăn trộm đó là mình hiểu họ, bằng cùng là sanh đạo tặc, mà do đâu mà ra, do cái xã hội mà ra. Các bạn nghĩ đi, thời buổi này là năm 2024, thời đại internet, thời đại G5, G7, G8, văn minh hiện đại, mà dân ở Việt Nam bây giờ nghèo khổ phải đi vô rừng mà bắt mặt ong, đi tìm tổ ong mà để bắt mặt, mà để lấy mặt ong mà đem về bán để môi sinh. Mấy cái thằng Việt Kiều nó có tiền đô, nó sống ở trên thiên hạ, nó đâu có biết cái cảm giác của người nghèo người ta đâu. Nó sáng dậy rồi nó mở mắt ra giống như cường đô la vậy. Có người hầu kẻ hạ, có tài xế, đâu có biết, nó đâu có nghĩ cái khổ cho người dân đâu. Một cái người lãnh đạo là người tối người ta ngủ là người ta phải gác tay lên trán, mình phải làm sao ngày mai dân của mình phải dậy, thức dậy mà người ta không có cần phải lo mà bị đói. Đó là tại sao mà những cái xã hội tư bản, các bạn biết không, người nghèo vô đường cùng hả, tới chỉ cần nói với chính phủ ở cái bang của mình, nói tôi bị đói một cái là không ai bỏ đói. Quy luật hiến pháp của Mỹ không bỏ đói một người Mỹ nào hết. Cái bang của mình á, quy luật á, nếu mà ai làm cái mức lương nào mà thấp á, mình điền cái đơn vô là mình được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Mình lên mình trình với chính phủ ở trong cái tiểu bang của mình, nó nói bây giờ tôi không có tiền để tôi ăn, là người ta lập hồ sơ, người ta đóng mọc kịch, cấp cho bạn một cái thẻ food stamp, cho tiền lập tức ăn liền. Cái lực không bỏ đói một ai hết đó. Thì mấy cái thằng lãnh đạo Việt Nam nó cũng nên làm sao mà nó phải suy nghĩ, nó lo cho người dân của mình. Coi hộ nào người ta nghèo, người ta thiếu ăn. Mình coi ở trên YouTube á, thấy mấy cái bác mà lớn tuổi, mà 90 mấy tuổi á các bạn, đứng ngồi bán rau bán cải, thật là đau lòng. Mình vừa xem mà mình cầm không được nước mắt.
mà đâu phải là ngồi bán mà được, mà tự do mà công an nó cho bán đâu các bạn. Tùy theo cái khu vực đó, nó tới các bạn lên YouTube các bạn xem đi, công an đi, nó tới nó đuổi người ta không đi hả, nó nhào tới nó lấy cái cây hả, nó cây ba toan nó đánh người ta, nó đá người ta ịnh luôn. Mẹ toàn là cái bọn cộng sản gian ác mà ngồi đó bày đặt, nó nhìn mặt coi tướng đồ. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Mình nói chia sẻ với các bạn á, mình nói tới nói lui hoài à. Đạo đức ở Việt Nam á, nó bị suy đồi rồi. Bây giờ cái xã hội nó vô bằng đường cùng rồi. Bây giờ người ta kẹt tiền quá người. Nếu mà mình sống ở Việt Nam, mình vô đường cùng mà mình đi lên Bình Dương, mình kiếm không có ra tiền, mình làm không có ra tiền, mình buôn bán, mình thuê mặt bằng, mình làm, mình không có thu nhập được, tay trắng thì mình cũng phải vô đường cùng, sanh đạo tặc thì mình cũng nghĩ cách nào mình cũng phải tồn tại thôi, phải không? Bắt đầu nhìn tới nhìn lui thấy người Việt Nam của mình nhẹ dạ quá, dễ tin người quá. Đó, mình diễn kịch lên, mình làm cho khuôn mặt của mình đi thẩm mỹ viện, làm cho nhìn có tướng đồ hiền lành đồ lên, cho người ta dễ tin mình. Đó, tại vì cái bạn dưới comment đó, bạn nói đó, nhìn cái mặt của mày điệu. Đó, bây giờ mình kể cho các bạn cái xã hội của các bạn, nhìn vô mặt của người ta đánh giá. Thì người ta ngụy trang, người ta làm giả hiền người ta lên, người ta giả bộ, người ta nói bây giờ hả, ai muốn đi xem Taylor Swift biểu diễn không, tới đây tôi bắn vé cho, lên Photoshop đó, in vé đồ, in mấy cái vé mà giả đó, bắt đầu đi lòng vòng thành phố Sài Gòn nó bán từng vé, từng vé bao nhiêu chục triệu vậy đó, gom được đâu mấy trăm triệu, bỏ trốn qua bên Campuchia, bên Lào. Lỗi tại ai? Người dân mà dễ bị lường gạt là lỗi tại ai? Lỗi là do cái chế độ cộng sản. Từ hồi nhỏ tới lớn là nó đâu có giáo dục người ta đâu. Lúc nhỏ nè, mình đi học ở trường Mỹ nè, mà cô giáo bên Mỹ bà nói á, bây giờ cho cái thằng nào mà nó nhìn giống ông tổng thống hả, Abraham Lincoln, mà đi tới gõ cửa nhà mày cũng vậy, cổ không tin. Nhìn mặt cổ không tin. Mà cô giáo á, trong trường trung học Mỹ bà dạy, bà dạy hết nguyên cái lớp luôn. Cho dù là tổng thống Abraham Lincoln đi tới nhà mày gõ cửa, mày cũng không tin nữa. Các bạn thấy không? Một chủ tịch xã, lãnh đạo cộng sản Việt Nam, là một cái chủ tịch xã mà bị người ta lường gạt mình 170 tỷ Việt Nam đồng. À, mà nó nói là nó có cái kết quả điều tra công an cộng sản Việt Nam, nó biết được là người ta lập ra nhiều cái số điện thoại, nhiều cái tài khoản để người ta lường gạt, mà nó không có nói là lường gạt gì, cái gì cá độ chứ cái gì. Tự nhiên tiền của mình mà mình chi ra trả cho người này người kia, vì cái gì mà mình trả cho người ta, cá độ. Cá độ bóng đá, cá độ game online. Đó, do mà người Việt Nam của mình nó nhìn mặt mà dễ tin người ta, bị hả giật hụi. Nó bị cộng sản nó lừa đảo là nhẹ dạ. Lên mấy cái chùa Ba Vàng của mấy cái thằng hả chùa quốc danh. Mẹ nó là côn đồ du đảng, không mà nó chồng cái áo cà sa vô, cái bắt đầu hả nó ngồi nó dặn đạo, nó nói người ta cũng tin. Mẹ người dân bị nó tẩy não, bị cộng sản nó nhồi sọ quá, người ta đâu có dân trí đâu, nói sao người ta nghe vậy, người ta đâu có phân biệt được thầy tu giả thầy tu thiệt mà cái chùa nào không. Các bạn thấy không, tới ông đâu có lường gạt được chính phủ Mỹ đâu. Cái lúc mà ông cựu tổng thống Obama ông đi qua Việt Nam đó, nó muốn lùa ông vô chùa Ba Vàng, ông đâu có vô đâu. Người ta dân trí cao, người ta biết được chùa nào là của tư nhân, chùa nào là của người dân đâu đó đàng hoàng, người ta mới đi vô, người ta thắp nhang, người ta cúng.
Có thể các bạn nói anh ngồi đó anh uống trà đá, anh ngồi đó anh bịa đặt, anh xuyên tạc. Tại sao các bạn không đặt câu hỏi? Đội đá banh của Trung Đông bay qua Việt Nam, nó không dám, cầu thủ của nó không dám uống nước suối của Việt Nam, không dám ăn đồ nổi tiếng chả Hà Nội của Việt Nam, ăn phở nổi tiếng của Việt Nam. Mấy cái đội bóng đá của nó hả? Không phải là đội bóng đá Trung Đông, mà dường như đội bóng đá nào mà nó đi dự cái giải SEA Games mà nó bay qua Hà Nội, không bao giờ mà nó ăn đồ ăn của quốc gia của mình. Báo chí nó không có thông tin để cho người dân người ta nhìn lại cái địa vị, cái đẳng cấp của cái quốc gia của mình. Mấy người ta không tin nước suối, đóng nước suối Việt Nam là một con rồng châu Á mà kinh tế mà nổi bật hàng đầu của thế giới, mà dân chúng trên thế giới ầm ầm đi du lịch tới Việt Nam, mà đội bóng đá Trung Đông đi qua bên Việt Nam là phải mang đồ ăn theo. Các bạn biết không? Nhìn mặt là đặt tên. Nhìn mặt mình làm sao mình biết được lòng dạ của người ta nghĩ như sao? Đó, ở Việt Nam thiếu gì người ta lường gạt đó. Người ta cũng nhìn đàng hoàng đâu, ăn mặc lịch sự đâu. Má vợ của mình à, cách nay hai mươi mấy năm, má vợ của mình đi đi vô du lịch Kỳ Hòa đó. Có một cái người đó mặc đồ vest, áo trắng, áo sơ mi, đồ lịch sự lắm, lại bắt chuyện, nói chuyện với má vợ của mình, nó đàng hoàng lắm, lịch sự lắm. Trong cái lúc cái má vợ của mình bà tin tưởng, bà thấy ăn mặc áo sơ mi, quần tây đồ gì đó, nói chuyện đàng hoàng. Cái má vợ của mình bà không có cảnh giác. Nó đợi cho cái lúc mà nói mà giống như nhìn ra chỗ nào, nó chờ tới cái đoạn mà bị bắt cẳng. Nó thò tay, nó giật cộng dây chuyền hai lượng mấy của bà già vợ của mình. Mà cái câu chuyện của bà già vợ của mình bà kể là tại vì lý do đó là bà tin cái thằng đó quá, nhìn bà không ngờ. Bà nói lúc mà nó bắt chuyện á, mặc áo sơ mi trắng, lịch sự, không ngờ. Thì đó, mình áp dụng nhìn tội cộng sản Việt Nam mà nó mặc đồ vest, đeo cà vạt đồ gì, toàn là bằng cấp tiến sĩ không mà. Mẹ đưa Photoshop đây, tao Photoshop cho mày. Hôm nọ mình Photoshop một cái bằng tiến sĩ kìa. Mình định post lên cái kênh của mình cho các bạn xem tên tuổi của mình. Thằng Google, YouTube nó không cho mình bỏ cái bằng giả lên. Mình bấm cái chữ post lên nó không cho, nó biết cái bằng cấp giả đó. Mình muốn chia sẻ với các bạn là muốn chứng minh cho các bạn biết là bằng tiến sĩ gì. Mình in cho mà coi. In là y chang đúc như là bằng cấp mà đại học Harvard mà cấp cho bằng tiến sĩ hay cấp cho bằng bác sĩ luôn. Photoshop á, mình in Photoshop ra đó. Rồi mà giống như mấy cái ông bác sĩ Việt Nam mà trả hình á, muốn chụp hình với cái ông Mỹ trắng nào nói là tôi là bác sĩ thẩm mỹ đồ, đứng chụp hình đồ này nọ đó, nó Photoshop lên, nó treo đầy lên tường luôn. Ở Việt Nam hả, báo chí người ta nói đó, mấy cái chỗ thẩm mỹ hả, 90% là toàn là không có bằng cấp không à. Mà cộng sản nó đâu có đi guồng, nó đi bảo vệ người dân đâu. À, nó đợi, tại vì mấy cái người đó, người ta làm thẩm mỹ, người ta làm có nhiều tiền, các bạn không, người ta chi tiền cho cái đám công an nó hối lộ cho nó uống cà phê. À, nó đợi có tới khi nào mà những có cái vụ đại án nào mà làm thẩm mỹ mà người ta lỡ không may, người ta đi qua bên kia thế giới đó, thì bắt đầu hạ báo chí nó mới nhảy vô là nó nói cái chỗ đó là không có bằng cấp. Còn bây giờ nó không có ngừa người ta. Các bạn biết không? Đó, thay vì bây giờ đè người ta xuống đo nồng độ rượu, thì thôi mẹ đi tới từng quán cà phê, từng quán mình vô mình kiểm sơ sơ đó, không phải là mình làm khó làm dễ gì người ta. Ở bên Mỹ á, mấy cái nhà hàng á, người ta mấy cái tiệm nail đồ, người ta xuống người ta kiểm tra, người ta cũng đi sơ sơ, người ta không có hình sự. Á, vô người ta thấy mình là vô tiệm nail, thấy mình xài mấy cái cây dũa đồ, đồ phụ tùng, đồ khử trùng đồ, người ta ok.
chấm chấm đậu. Còn người ta nhìn thấy cái nào mà mình không có vệ sinh đó thì người ta phạt mình, để làm chi, để mà giống như cho mình đừng có ỷ y đó, bảo vệ môi trường, bảo vệ hành khách, bảo vệ mấy cái người khách mà tới làm thẩm mỹ đó. Rồi ở trong nhà hàng cũng vậy, người ta đi vô nhà bếp người ta coi có vệ sinh đồ đạc không, coi mấy cái chai niêm rồi người ta cầm lên người ta coi đó, phải để thành phần ở trong đó, chai niêm đó là phải có cái tên hãng lên gì. Bây giờ chính phủ Mỹ nó nói hả, nó đang cảnh cáo thằng Amazon đó, nó nói á, bán đồ tầm bậy tầm bạ, đồ giả mà bên China là có cái gì là mày phải chịu trách nhiệm đó. Mới đọc cái tờ báo bữa nay nè, chính phủ Mỹ nó đang cảnh cáo thằng Amazon. Còn thằng ở bên Việt Nam á, thằng nào mà đại gia lớn rồi các bạn thấy thì không có bao giờ mà bị phạt đó, cho đến khi mẹ đến nước cuối mà nó bắt bà Trương Mỹ Lan xong rồi bà mới khai qua tới phe bên Quốc Cường Gia Lai, Quốc Cường Đô La. Nó nợ nần, nó liên kết với nhau, nó bỏ tiền hối lộ, nó mua đấu giá đồ này nọ, cái đùng mới bể ra. Còn hồi xưa tới giờ các bạn thấy không, mấy cái đại gia không đâu có bị phạt cái gì đâu. Ở bên Mỹ nè, hả, thịt thà đồ mà không có an toàn một cái hả là nó ngưng hoạt động, nó gọi là recall, nó thu hồi lại. Xe cũng vậy nữa, thằng Tesla nè, nó đang thu hồi mấy triệu chiếc xe, trong cái phần mềm của nó chỉ có bị lỗi cái gì thôi. Còn các bạn thấy xe VinFast không, mà người nó chờ cho người ta chạy xẹp bánh xe, nó chờ như người ta bị thô, bị cái này bị kia, gia đình Mỹ hả, bốn gia đình, bốn người tông vô cái gốc cây đó, nó chờ cho đến mà nước cuối rồi nó mới nhận cái lỗi. Nó còn bình thường ở bên Mỹ á, mà người ta đang giống như cái xe này đi, mình đang thuê đi, mình đang chạy mà bỗng dưng nó có bị cái gì mà phần mềm phần gì mà mình bị lỗi á, là mình điện lên là người ta thu về liền, người ta không có để cho mình tiếp tục mình chạy. Mà chẳng những người ta thu mình không sao, người ta dựa theo cái đời, cái mô đồ cái xe đó là người ta thu recall đó, người ta gọi về toàn cái hiệu đó, cùng cái hiệu đó, người ta về người ta kiểm tra, người ta bảo đảm rồi. Trước đây thằng Toyota mấy chục năm trước đó, bị phạt 2-3 tỷ Mỹ Kim, ai sống ở bên Mỹ người ta cũng đều biết đó. Còn cái xã hội Việt Nam mà cách vài tháng người ta bị ngộ độc à, mình biết cái điểm yếu của mình đi, mình tìm cách mình ngăn thì không có đâu. Nó đợi cho 3 tháng sau bị ngộ độc nữa, nó đợi cho 3 tháng sau bị ngộ độc nữa. À, còn đường cao tốc của nó đó, đường cam lộ, cách vài tuần có một cái vụ tông xe, cách vài tuần có mấy vụ tông xe, thì mình biết kỹ sư, mình biết vì cái lý do gì nó tông xe, thì mình tìm cách để mà mình làm sao đó, vì cái mình phỏng vấn tài xế tại sao mà anh tới cái cua lộ đó mà anh bị, thì mình phải dựng bản, mình phải làm sao, mình phải qua nình. Còn ở Mỹ á các bạn biết không, mình chạy trên cao tốc á, trong đồi núi á, là nó cảnh cáo mình, nó có cái bảng á, nó nói là cái đường này á, là mày phải cẩn thận á, nghe nó cong cong quẹo quẹo đồ, tới khúc đó là nó bị sương mù à, khúc đó là cái đường nó trơn trợt, nó có muối đồ, nó viết cái bảng nó báo mình trước á. Trước khi mà mình tới cái bảng mà có cái chữ stop á, là nó có một cái bảng nó thông báo mình trước, nó nói là cái đường mà đang lưu thông á, còn mấy trăm mét nữa là mày sẽ có cái bảng stop á. Cái đường mà đang lưu thông mà có mấy trăm mét nữa đó là có cái đèn xanh đèn đỏ đó. Mấy còn ở Hà Nội có cái nhiều cái ngã tư hả, nó chủ quan lắm, nó không có trình độ để mà nó gắn đèn xanh đèn đỏ đó. Coi trên YouTube đó, ở Hà Nội đó có nhiều cái ngã tư không có đèn đỏ, mình coi trên YouTube đó. Mấy cái xe tải thằng kia nè, nó chạy xuống một cái, thằng bên kia nó chạy băng qua đụng một cái găm, tông banh sang bành hết. Đó, mình coi tới coi lui mình nói ủa sao ngộ vậy ta, ngay cái chỗ này là ngã tư mà nó không có câu đèn xanh đèn đỏ. Cái mình nhớ trực mình nói ồ mẹ tụi cộng sản mà mình gành nó quá, mà tụi nó dốt mà nó đâu có biết điều hành cái gì đâu, mà còn bài đặt ở đó thắc mắc nữa, mình tự mình nói trong đầu của mình. Các bạn biết không, cộng sản hả, nó tàn ác lắm, nó tàn ác lắm. Bây giờ hả, nó bán sầu riêng xong rồi, nhập sầu riêng, bán sầu riêng với Trung Quốc, bán trái cây với Trung Quốc. Bây giờ nó đang hả, chuẩn bị xin Trung Quốc á, là cho nó bán á, động vật khỉ á, các bạn biết khỉ không? Ở trên thế giới á, mấy cái người mà người ta làm về ngành y á,
trước khi mà người ta muốn chế cái thuốc vaccine quất gì ra làm một cái gì đó là người ta dùng cái con động vật. Ở bên nước Mỹ á, những cái nước tư bản á, thì người ta tôn trọng về động vật á. Mấy cái người mà học về ngành y á, là người ta dùng con chuột. Ở trong mấy cái trường đại học của Mỹ á, là dùng con chuột. Mà bên Trung Quốc đồ những cái nước mà độc tài mà nó ác, nó không có thương động vật, nó dùng con khỉ. Đó bây giờ hả, Việt Nam á, chuẩn bị á, người ta dân á, ở nước Việt Nam á, người ta chuẩn bị nuôi khỉ xuất nhập khẩu qua bên cho Trung Quốc. Nó mua khỉ về rồi để nó thí nghiệm. Giống như khi mà nó muốn chế ra một cái thuốc gì đó, chống đau hay là thuốc ngừa thuốc gì đó. Đó bắt đầu nó chích vô con khỉ, nó coi coi cái phản ứng của con khỉ hay không. Hay là những cái thuốc độc, những cái loại độc mà nó muốn tử hình người ta hay cái này cái kia, nó đem con khỉ lên nó thí nghiệm coi cái đó nó có hữu nghiệm không. Còn không thôi là những cái thuốc mà nó muốn làm ra coronavirus, những cái thuốc mà nó làm cho đại dịch vậy đó. Đó, nó mua khỉ về, nó để mấy trăm con vậy, nó thả mấy cái coronavirus nó vô, coi mấy con khỉ nó có bị cúm không, bị bệnh không. Đó, các bạn thấy nó ác không? Nếu mà mình biết được Trung Quốc nó mua động vật về, nó dùng thí nghiệm vậy, thì thôi mình thương động vật ấy, kêu người dân của mình đừng, không có đâu, nó đốc cho người làm bằng mọi cách kiếm tiền về. Đó, sức nhập khẩu bây giờ bán hết sầu riêng rồi, bây giờ qua tới bán con khỉ nữa. Nó tàn ác lắm. Mà động động cái mẹ nhớ cái nhìn mặt của người ta đồ này nọ, đánh giá đồ. Cái xã hội cộng sản mà nó mà thương người dân của nó. Cho nên mình nói tới nói lui à. Ngày nào mà cộng sản mà nó còn lãnh đạo, còn hiện diện ở trên nước Việt Nam, các bạn đừng có ngồi đó mà các bạn mơ. Mấy cái người ở dưới quê, ơi mai mốt anh về hả, là cái đường lỗ tẻ này nó đổ trắng nhựa. Trong đầu của mình nói mắc ỉ. Ơ cái thằng Việt Kiều kia kìa, nó mới về đây nó bỏ ra 2 tỷ xây căn nhà. Trong đầu mình nói đồ Việt Kiều ngu, Việt Kiều khùng. Ở bên Mỹ ở cái bang của mình, Việt Kiều người ta ùng người ta mua nhà, không có nhà mua để bán, để đầu tư bất động sản. Các bạn biết ơi, thành phố Boston của mình không? Mình cho người ta, mình có nhà đó, mình làm một cái phòng á, mình cho người ta mướn á, bao internet, điện nước đồ á, là trung bình là 900 đô, 800 đô. Mấy cái người ta thuê mình á, mình lấy cái tiền đó mình trả cho ngân hàng. Nhà của mình ở miễn phí. Thật sự luôn, có rất là nhiều người Việt Kiều người ta đầu tư bất động sản, người ta mua nhiều căn nhà người ta cho thuê để lấy lời. Tại sao mà mình chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề này? Tại vì mấy cái thằng ngu kiều, mấy cái thằng khùng kiều á, nó tới ngày nó nói là qua Mỹ mua nhà trả góp, nợ nần. Mà trong khi người ta mua nhà, người ta lấy lời cho người khác vô mướn thuê phòng. Ở Việt Nam mà nói theo kiểu Việt Nam là chủ nhà trọ đó. Ở bên đây á, Việt Kiều á, mua nhiều căn nhà. California đó, mấy đứa em của mình mà mỗi lần mà nó đi du lịch qua bên California đó, nó dùng Airbnb ở quận Cam đó, chủ là người Việt Nam không. Nhà căn nào căn nấy to đùng. Đó thì bây giờ mình phải trở lại ca làm. Chiều thứ tư ngồi uống trà đá, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Chúc cho tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau.